đi chợ đi em Phú Quốc nha. Cắt tay. Có đồ chơi phải không? Có đồ chơi phải không? Quá trời đồ chơi phải không? Dừa, dừa sáp. Chợ đêm Phú Quốc nha cả nhà ơi, dẫn cả nhà đi chợ đêm Phú Quốc nha. Con muối nào, con muối nào, con đừng có bẻ nó. Hả? Rồi đi một chút xíu thì mày mua cho nha. Đây lại đây đi. Mua con nào? Mua con nào? Kem. Kem nước ép. Trời ơi, bạc ngàn giống như ở bên Thái Lan luôn cả nhà ơi. Giống như bên Thái Lan luôn. Trang sức ngọc trai. Trời ơi mấy cái này nó đẹp giả mang luôn. Đẹp quá hả? Đẹp giả mang. Con lớn
chưa sáp dòng thốt nốt. Sophie ăn kem sô cô la ngon gái, ngon không? Điều. Vậy lấy một cái bánh bột bán. Lâu đó mình mới ăn cái bánh bột bán. Nhớ đi ngã ba nha cả nhà. Cả ba chở đi Phú Quốc nha. Ngã ba Phú Quốc nha cả nhà. Đây. Vừa sát chỗ mất anh chị á, nó không mất cả nhà mình ơi. Sầu riêng dầm luôn. Sầu riêng dầm luôn. Sophia vẫn còn làm mãi mê làm việc ha. Nãy giờ phải chặt vô cá nó mới được. Nãy rồi. Chồng thấy mỏi cái chân quá cả nhà ơi. Bây giờ hai mẹ con gia đình nhà Sophia đáp xuống cái quán này để ngồi uống nước ăn kem nha. Chắc là sẽ uống nước cam với lại dâu ép cho Sophia. À đi một vòng ăn tạp rồi. Bây giờ hả uống nước xong nghỉ ngơi chút xíu đó sẽ đi ăn hải sản nha cả nhà. Vẫn còn chợ đi Phú Quốc trội nó lớn dã man luôn. Nó đi kì vòng vòng với lại hôm nay lễ nó đông thiệt là đông người ta luôn. Bắp nướng cho nên là sẽ mua một chén bắp nướng. Bắp nướng mỡ hành nha. Quả lang nướng, chuối nếp nướng, chuối nướng. Chợ đêm của Phú Quốc nha. Đó. Thì mình vừa bận rộn xong, tức là mình vừa gọi món ăn xong. Mình gọi xong rồi bây giờ mình sẽ quay menu cả nhà coi nha. You can go look that in. Đây là menu. Đây là cái bảng giá nè cả nhà. Tôm với hải sản ở đây thì nói chung là theo thời giá cho nên không có họ không có để giá. We can be the loudest table here. Okay, no, not busy now. Okay. À. Mình vừa gọi bốn con hào ăn sống với một dĩa xào điệp mỡ hành, bốn con nhum nướng mỡ hành, rau muống xào tỏi, mì xào hải sản, nửa ký tôm nướng muối ớt, cái gì ta quên rồi, nghi hấp thái. Đây là bảng giá nè cả nhà. Hồi mình quay ra cái quầy hải sản cho cả nhà coi nha. Cảm ơn. Em
hai lon bia kem, hai lon kem. Đây là còi sò điệp mỡ hành, đây là món của Sylvia. Đây, xin mời ra đi, cố he. Trời, muốn ăn cháo dễ sợ luôn, mà hai cho con Phi không có ăn cháo, cho nên mình cũng không được ăn cháo luôn. Rồi, xin mời Daddy ơi. Đây là bảng giá hiện tại ngày hôm nay nha cả nhà. Nghe một cái con ốc gì cũng không biết tên luôn, mà nó bự quá bự luôn. Đây là tôm. Tôm sống này là 800 ngàn một ký. Đây là tôm tích. Đây là nghệ với tôm tích. Nghệ này là 800 ngàn một ký nè cả nhà. Tôm còn nhỏ, hai con, một con 35 ngàn đúng không ạ? Hào 40 ngàn con. Cháo khỏe bên Singapore nhiều lắm. Anh không biết ăn, anh không thích. Ở dưới quanh đó Phú Quốc. Dưới quanh đó Phú Quốc. Kìa, yeah, đó Phú Quốc nè. So this is Hong Kong style? No. Oh, okay. Vietnamese style. He recommend me Vietnamese style. Phú Quốc mưa luôn cả nhà ơi. Mưa đêm Phú Quốc luôn rồi. Mưa quá trời mưa luôn rồi. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Sau một hồi tàn tiệc rồi cả nhà ơi, hai dòng cũng đã chiến tập hết một bàn hải sản, cười cho quê bụng no quá trời. Thì cái view của mình ngày hôm nay là 1.095.000. Sao mở vậy? Mở đường không á? Cái view của mình là 1.095.000 cả nhà. Xong, giờ tính tiền xong rồi đi về. Trời mưa quá trời luôn. Mà cũng tạnh bớt rồi. Cho nên đi về các bạn thôi, bây giờ cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ. Shopping, con chào tạm biệt cô chú nha. Hẹn cô chú video tiếp theo ngày mai nha. Rồi đi về thôi cả nhà ơi. Sophie ơi, đi về Sophie ơi. Tạnh mưa rồi nhưng mà còn lông dông. Người ta đang dọn nè cả nhà. Chạy đi em dọn. Em dọn chợ. Về cả nhà ơi, hẹn cả nhà video tiếp theo ngày mai nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà. Tới khách sạn rồi, Sophia điếm lại cho mẹ ăn lại, mẹ nghe con. No, con điếm lại đàng hoàng. Con không thích hả? Trời ơi, bữa nay ba điếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Trung Quốc luôn cả nhà ơi. Đi con ơi, đi thôi. Đi về phòng thôi con ơi, nó mưa nè. Con chân té, Sophia à, chân té con đi từ từ thôi con.
Rồi con đếm từ 1 tới 10 bằng tiếng Trung Quốc mẹ nghe coi. Phía à, đếm từ 1 tới 10 bằng tiếng Trung Quốc coi.